Xin được kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Mocha 360 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, tuần trước chúng ta đã có được những góc nhìn tổng quan về thị trường xe trong nước cũng như quốc tế và được trải nghiệm phiên bản nâng cấp giữa vòng đời Mitsubishi Pajero Sport 2021. Và trong tuần này, càng gần đến Tết Tân Sửu, các đại lý càng tung ra nhiều chương trình ưu đãi nhằm tạo con số ấn tượng về doanh số trong quý cuối năm. Tuy nhiên, do ưu đãi về phí trước bạ vừa kết thúc nên lượng khách mua xe giảm mạnh, thị trường xe Việt không tránh khỏi tình trạng hầm hưu. Hãy cùng với Mocha 360 điểm qua các thông tin nổi bật ngay sau đây. Sôi động thị trường cho thuê xe ô tô tự lái. Top xe SUV đô thị giá rẻ đáng mua nhất hiện nay. Lượng khách mua xe giảm mạnh dịp cận Tết. Nội bộ Hyundai đang chia rẽ vì Apple. Loạt công nghệ sẽ có trên bộ ba ô tô điện VinFast. Mazda CX-5 tung ưu đãi hấp dẫn, cạnh tranh Honda CR-V. Ford hợp tác với Google phát triển hệ thống kết nối mới. Trải nghiệm Honda Brio RS. Thưa quý vị, mặc dù bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, nhưng thị trường cho thuê ô tô tự lái trên địa bàn Hà Nội dịp Tết Nguyên đán này không vì thế mà kém sôi động. Hiện nay, nhiều cơ sở cho thuê xe đã chốt sổ từ sớm và giá cho thuê cũng tăng gấp 2,5 lần so với ngày thường. Mặc dù ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, nhưng thị trường cho thuê xe ô tô tự lái trên địa bàn Hà Nội dịp Tết Nguyên đán này không vì thế mà kém sôi động. Hiện nay, nhiều cơ sở cho thuê xe đã chốt sổ từ sớm và giá cho thuê cũng tăng gấp 2,5 lần so với ngày thường. Theo ghi nhận, nếu như ngày thường giá cho thuê xe 5 chỗ như Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Vios, Nissan Sunny, Mazda 3 dao động từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng một ngày, thì những ngày này giá tăng từ 650.000 đồng đến 1.200.000 đồng một ngày. Các dòng xe 7 chỗ như Toyota Innova, Mitsubishi Xpander hay Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner giá cho thuê ngày thường từ 800.000 đồng đến gần 1 triệu đồng một ngày, thì nay từ 900.000 đồng đến 1.400.000 đồng một ngày. Tùy vào dòng xe, đời xe và chất lượng xe mà giá cả cho thuê cũng khác nhau. Điểm đáng chú ý ở thị trường cho thuê xe tự lái năm nay là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, nên nhiều cơ sở cho thuê trọn gói 4 ngày, 7 ngày, 10 ngày và 14 ngày theo xu hướng, càng thuê nhiều giá càng rẻ. Tuy nhiên, do cận Tết và nguồn xe khan hiếm, giá cho thuê theo đó cũng tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nguy cơ lây nhiễm vào địa phương là rất lớn bởi người dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh thành phố, về quê ăn Tết rất nhiều. Mặc dù thuê được xe, nhưng có về quê sum họp cùng gia đình hay không là cả vấn đề bởi từ nay đến Tết vẫn chưa biết được điều gì sẽ xảy ra. Trong số các mẫu xe SUV Việt Nam hiện nay, phân khúc xe giá dưới 800 triệu đồng có thể coi là phân khúc khá phù hợp với nhóm khách hàng trẻ mua xe phục vụ gia đình. Trong số các mẫu xe SUV tại Việt Nam hiện nay, phân khúc xe giá dưới 800 triệu đồng có thể coi là phân khúc khá phù hợp với nhóm khách hàng trẻ mua xe phục vụ gia đình. 1. Ford EcoSport. Ford EcoSport là một mẫu xe SUV đô thị đáng đồng tiền bát gạo, cạnh tranh ngôi đầu bảng và cũng là cái tên giành được rất nhiều sự chú ý của nhiều khách hàng qua các thế hệ trước đó. Trong số những mẫu xe nằm trong phân khúc xe thể thao đa dụng dành cho đô thị, EcoSport chiếm ưu thế về sự thoải mái di chuyển, len lỏi qua những khúc phố chật chội nhưng vẫn mạnh mẽ trên những chặng đường xa. Liên tục dẫn đầu thị trường nhiều năm qua, xe Ford EcoSport là một cái tên đáng gờm so với các đối thủ gần đây đã có những nâng cấp tăng thêm tính chất mang tới người tiêu dùng. Mẫu SUV 5 chỗ của Mỹ này hiện có 3 phiên bản cùng giá niêm yết dao động từ 603 đến 689 triệu đồng. 2. Kia Seltos. Thiết kế nội ngoại thất năng động, trang bị đa dạng và giá bán hợp lý được xem là các yếu tố giúp cho Kia Seltos nhanh chóng mang được thành công về mặt doanh số. Không chỉ nhận được sự mong đợi lớn từ khách hàng Việt, Seltos còn tạo ra được sức hấp dẫn trên toàn thế giới. Kia Seltos là mẫu xe SUV cỡ nhỏ, 5 chỗ ngồi của nhà sản xuất Kia Moto, Hàn Quốc. Cái tên Seltos là tên của con trai Hedwig trong thần thoại Hy Lạp. Đây là mẫu xe mà Kia kỳ vọng sẽ nhắm đến những khách hàng trẻ trung, đam mê công nghệ và thích nổi bật giữa đám đông. Kia Seltos hiện có 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium với giá niêm yết lần lượt là 599 triệu, 649 triệu và 719 triệu đồng. 3. Hyundai Kona.
Hyundai Kona là một mẫu SUV lớn nhỏ tuyệt vời, pha trộn giữa kiểu dáng thiết kế táo bạo, tính thực dụng và khả năng vận hành ưu việt trong môi trường đô thị. Sở hữu thiết kế mới từ trong ra ngoài, cùng với đó là sự bổ sung thêm hàng loạt tính năng an toàn và trang bị tiện nghi tiên tiến hơn. Hyundai Kona hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm lái thú vị cho người dùng. Giá bán hiện tại được ưu đãi ở mức 619 đến 681 triệu đồng cũng giúp Kona cạnh tranh tốt hơn với các dòng xe cùng phân khúc. Thưa quý vị, khác với những dịp Tết năm trước, thị trường ô tô Việt Nam năm nay kém nhộn nhịp hơn với lượng khách hàng mua xe ô tô đã giảm đáng kể. Khác với những dịp Tết năm trước, thị trường ô tô Việt Nam năm nay kém nhộn nhịp hơn với lượng khách mua xe ô tô đã giảm đáng kể. Qua tìm hiểu của một số đại lý trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày cận Tết cho thấy lượng khách tham quan và mua xe ô tô giảm hẳn so với những tháng trước. Lý giải về tình trạng ế ẩm của thị trường ô tô dịp gần Tết, các nhân viên bán hàng cho biết là do chính sách giảm 50% phí trước bạ đã hết hiệu lực và một phần do dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Nhiều đại lý ô tô hiện trưng bày khá ít xe và khách đến tham quan cũng giảm mạnh đến 50% so với tháng trước. Trong đó, khá ít khách hàng có nhu cầu mua xe ô tô. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ế ẩm tại nhiều đại lý là do chương trình ưu đãi trong tháng 12 năm 2020 giảm đến 50% phí trước bạ dành cho xe lắp ráp trong nước, khiến cho lượng khách hàng đặt mua xe ở thời điểm đó tăng đáng kể. Nhiều mẫu xe lắp ráp trong nước được khách hàng đặt mua khiến nhà máy không kịp giao hàng, đại lý phải giúp khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục, hồ sơ xe và nộp cho cơ quan chức năng trước tháng 12 năm 2020 để được hưởng chính sách giảm 50% phí trước bạ. Sau đó, xe từ nhà máy sẽ được chuyển về đại lý giao cho khách. Do ảnh hưởng bởi Covid-19 dẫn đến tình trạng xe khan hiếm trên thị trường, nhiều nhà máy trên thế giới bị đình trệ, linh kiện, phụ tùng nhập khẩu về cũng gặp khá nhiều khó khăn. Tuy vậy, từ tháng 3 năm 2021, nguồn cung cấp trên thế giới sẽ hoạt động bình thường trở lại. Mới đây, nhiều nguồn tin từ Mỹ và Hàn Quốc cho hay Hyundai đang trong quá trình đàm phán ban đầu về việc sản xuất xe điện cho Apple. Tuy nhiên, một vài lãnh đạo cao cấp của hãng đang tỏ ra phân vân về vấn đề này. Mới đây, nhiều nguồn tin từ Mỹ và Hàn Quốc cho hay Hyundai đang trong quá trình đàm phán ban đầu về việc sản xuất xe điện cho Apple. Tuy nhiên, một vài lãnh đạo cao cấp của hãng đang tỏ ra phân vân về vấn đề này. Cụ thể, một vài nhân sự cao cấp của Hyundai tỏ ra phân vân trong việc có nên hợp tác với Apple để sản xuất xe điện cho hãng này hay không. Apple từng thuê nhiều đối tác sản xuất các sản phẩm đỉnh cao của mình. Foxconn của Đài Loan là một ví dụ, công ty này chuyên sản xuất iPhone và iPad. Báo chí Hàn Quốc cho biết sắp tới Hyundai và Apple sẽ chuẩn bị ký hợp đồng vào tháng 3. Bản beta của xe điện Apple sẽ được cho ra mắt vào năm 2022, trong khi dây chuyền sản xuất sẽ được khởi động toàn bộ vào năm 2024. Apple từ chối bình luận về vấn đề này. Hyundai không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì về quá trình đàm phán với Apple trong buổi công bố báo cáo tài chính mới đây. Trong khi đó, nguồn tin của Reuters cho biết các cuộc thảo luận nội bộ của Hyundai vẫn đang diễn ra. Nếu thỏa thuận hoàn thành, Hyundai hoặc Kia đều thuộc sở hữu bởi Hyundai Motor Group sẽ sản xuất mẫu xe điện này. Apple sẽ là người thiết kế, làm thương hiệu và bán sản phẩm. Mới đây, VinFast đã bất ngờ công bố 3 dòng xe SUV sử dụng động cơ điện hoàn toàn mới, bao gồm VF31, VF32 và VF33. Không chỉ thu hút được sự quan tâm từ khách hàng Việt, bộ 3 SUV mới còn gây chú ý với truyền thông quốc tế. Tận dụng sức vang đó, hãng xe Việt dự định trang bị một loạt công nghệ thông minh cho bộ 3 xe điện mới hướng tới chinh phục các thị trường quốc tế. 3 mẫu VF31, VF32 và VF33 đã gây chú ý với giới truyền thông quốc tế nhờ việc VinFast trang bị nhiều công nghệ thông minh, tính năng tự hành cấp độ 2-3. Hãng này cho biết 30 tính năng thông minh sẽ có trên xe được chia làm 7 nhóm, gồm trợ lái thông minh, kiểm soát làn đường thích ứng, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo va chạm đa điểm, giảm thiểu va chạm, đỗ xe tự động và giám sát người lái. Đại diện VinFast cho biết cả 3 dòng xe mới của hãng đều hướng đến các tiêu chuẩn an toàn cao nhất thế giới như NHTSA 5 sao, Euro NCAP 5 sao cùng với hệ thống tự động phát hiện, cảnh báo, thông báo tới cơ sở y tế trong trường hợp xảy ra tai nạn. Hệ thống pin sẽ được bố trí dưới sàn xe giúp chống lật, có khả năng chịu nhiệt từ âm 40 độ C đến 80 độ C. Các xe dự kiến có tính năng cập nhật phần mềm từ xa, tự động phát hiện lỗi và liên hệ với trạm dịch vụ. Việc ra mắt các mẫu xe máy điện, buýt điện và ô tô điện cá nhân nằm trong lộ trình phát triển của VinFast ngay từ khi gia nhập thị trường 3 năm trước. Hãng này đưa đích ngắm các mẫu ô tô điện sẽ vào thị trường Mỹ, Canada và châu Âu trong năm 2022.
Dịp Tết Nguyên đán đang đến rất gần, cũng là thời điểm mà nhiều hãng xe tiếp tục tung ra những chương trình ưu đãi, giảm giá để kích cầu doanh số. Chính vì thế, chúng ta có thể nhận ra rằng cuộc đối đầu của nhiều dòng xe sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn. Trước những giảm giá khủng của Honda CR-V, Mazda cũng đã có những động thái ưu đãi dành cho dòng xe ăn khách Mazda CX-5. Dịp Tết Nguyên đán đang đến rất gần, cũng là thời điểm mà nhiều hãng xe tiếp tục tung ra những chương trình ưu đãi, giảm giá để kích cầu doanh số. Chính vì thế, chúng ta có thể nhận ra rằng cuộc đối đầu của nhiều dòng xe sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn. Trước mức giảm giá khủng của Honda CR-V, Mazda cũng đã có động thái ưu đãi dành cho dòng xe ăn khách Mazda CX-5. Mới đây, dòng xe Honda CR-V đã được áp dụng ưu đãi khủng lên tới 100 triệu đồng cùng với những quà tặng phụ kiện hấp dẫn. Thông tin này khiến cho nhiều đối thủ như Mazda CX-5 hay Hyundai Santa Fe phải dè chừng. Không chịu thua kém trước kình địch, Mazda CX-5 đã áp trả bằng ưu đãi trong chương trình cùng Mazda đón Tết về nhà. Cụ thể, Mazda CX-5 nhận được quà tặng gói nâng cấp phụ kiện trị giá 15 triệu đồng và ưu đãi giá 10 triệu đồng. Các phiên bản được áp dụng bao gồm 2.5L Signature Premium AVKD, 2.5 Signature Premium 2VKD và 2.5L Luxury. Có thể thấy mức ưu đãi của Mazda CX-5 còn khá yếu trước Honda CR-V. Tuy nhiên, giá bán niêm yết của CX-5 vẫn đang rẻ hơn đối thủ khá nhiều, niêm yết từ 830 triệu đồng đến 998 triệu đồng. Tại Việt Nam, Mazda CX-5 là một trong những cái tên crossover bán chạy nhất, không chỉ nhờ giá bán hợp lý, thiết kế hiện đại mà còn ở trang bị nội thất vượt tầm giá. Xe còn có hai tùy chọn về động cơ, bản 2.0 và bản 2.5L, đi kèm với nhiều tính năng an toàn và thông minh. Thưa quý vị, đại diện của hãng Ford cho biết hãng xe Mỹ vừa ký kết kế hoạch hợp tác với Google, trong đó nội dung chính được nhắc đến là việc phát triển hệ thống thông tin giải trí và kết nối mới dựa trên hệ điều hành Android Automotive. Đại diện của hãng Ford cho biết hãng xe Mỹ vừa ký kết kế hoạch hợp tác với Google, trong đó nội dung chính được nhắc đến là việc phát triển hệ thống thông tin giải trí và kết nối mới dựa trên hệ điều hành Android Automotive. Tất cả các dòng ô tô của Ford và Lincoln, thương hiệu xe sang thuộc Ford, dự kiến được trang bị hệ thống thông tin giải trí mới vào năm 2023. Ngoài Ford, hiện có General Motors, Volkswagen và Volvo đang cân nhắc sử dụng hệ điều hành Android Automotive cho hệ thống thông tin giải trí trong tương lai. Với cái bắt tay cùng Google, các tiện ích như kho ứng dụng Google Play, Google Maps, trợ lý ảo Google hay chức năng ra lệnh bằng giọng nói gần như chắc chắn sẽ được tích hợp sẵn trên ô tô Ford và Lincoln. Bên cạnh đó, hai công ty lớn còn hứa hẹn sẽ phát triển thêm các dịch vụ mới dành cho khách hàng. Chẳng hạn như Ford có thể sử dụng nền tảng điện toán đám mây Google Cloud để đồng bộ và quản lý dữ liệu. Từ đó, hệ thống sẽ chủ động thông báo cho chủ xe các thông tin về bảo trì, bảo dưỡng. Honda Brio là mẫu xe hạng nhỏ dành cho đô thị của hãng xe Honda, được ra mắt tại triển lãm Việt Nam Motor Show tháng 10 năm 2018. Phiên bản Honda Brio 2020 đã gây ấn tượng vô cùng lớn đối với khách hàng đang quan tâm đến phân khúc xe cỡ nhỏ. Với cái tên mới này của Honda, thị trường xe cỡ nhỏ vốn dĩ sôi động, nay lại càng thêm sôi động hơn. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng với Mocha 360 trải nghiệm trước Honda Brio RS. Đó là một từ mà tôi dành riêng cho chiếc xe Honda Brio phiên bản RS này ngày hôm nay. RS chúng ta có thể suy ra với cụm từ đó là Racing và Speed. Tạm dịch ra có thể là đua xe và tốc độ. Bởi lẽ vậy nên ngoại hình của mẫu xe Honda Brio phiên bản RS này ngày hôm nay các bạn có thể thấy là nó có một cái phong cách thiết kế rất thể thao, trẻ trung và hướng tới những đối tượng khách hàng là khách hàng trẻ. Bởi lẽ vậy nên tôi dám cá chắc chắn với bạn rằng là có rất ít những bác trai bác gái độ tuổi trung niên khoảng tầm từ 45 đến 50 tuổi sẵn sàng mở hầu bao để mua chiếc xe này làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Bởi vì đơn giản nó quá trẻ trung, thanh niên và có vẻ như không phù hợp cho lắm. Đối với tôi thì Honda Brio phiên bản RS là một trong những chiếc xe phải nói rằng là có cái phong cách thiết kế ưng mắt nhất trong phân khúc xe đô thị hạng A. Tuy nhiên hơi đáng tiếc là mẫu xe này hiện tại nó lại đang được định giá hơi cao so với các đối thủ ở trong phân khúc xe đô thị ở Nga. Bởi lẽ vậy nên một phần nào đó nó đã mất đi những cái gọi là lợi thế cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ ở trong phân khúc. Và yếu tố giá là một trong những yếu tố rất quan trọng để quyết định cái sự thành bại của một sản phẩm. Ngày hôm nay hãy đi cùng chúng tôi để khám phá, để trải nghiệm vận hành mẫu xe Honda Brio phiên bản RS. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn chân thành đại lý Honda Tây Hồ đã cho chúng tôi mượn chiếc xe này ngày hôm nay để thực hiện buổi ghi hình, đem tới cho các bạn những nguồn thông tin quý giá và hữu ích về chiếc xe này. Các bạn đang xem video clip trên kênh tin tức đánh giá xe của Auto Việt Nam. Và nếu như các bạn cảm thấy video clip của chúng tôi có nhiều thông tin, ý nghĩa thì
thì các bạn đừng tiếc gì một like, một share để ủng hộ cho toàn ekip của chúng tôi. Và nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ngay bây giờ để chúng ta nhận được những video clip mới nhất với các trang tin tức đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá chiếc xe Honda Brio phiên bản RS 2020. Xin chia sẻ với các bạn, nếu nói về những hãng xe đến từ Nhật ở tại thị trường Việt Nam thì tôi phải thú thực rằng là tôi có cảm tình nhất với thương hiệu Honda. Bởi vì thương hiệu Honda nó đã gắn liền với chúng ta rất là lâu rồi. Và đến bây giờ thì nó đã ăn sâu vào thói quen, tiềm thức tiêu dùng của đại bộ phận người dân Việt Nam chúng ta, nó cũng không hề đơn giản một chút nào. Và cái thương hiệu Honda thì nó gắn liền với tuổi thơ, tuổi trẻ, quá khứ cho tới hiện tại tương lai chúng ta đang vẫn sử dụng những sản phẩm của Honda. Từ những chiếc xe máy, từ những thập niên đầu tiên chẳng hạn như là Coupe, CD, The Dreamway cho đến những cái sản phẩm ô tô như bây giờ, thì thực sự là cái thương hiệu Honda nó thực sự gắn liền với chúng ta từ những cái giai đoạn ban đầu đất nước phát triển. Và người ta cũng thường thường ví von rằng là ghét như Sony và bền Honda cũng đúng. Tuy nhiên thì những cái sản phẩm ô tô của Honda ở tại thị trường Việt Nam thì thực sự nó cũng không phải thành công một cách vang dội như những cái sản phẩm xe máy. Và cái sự thành công đó nó lại đến từ nhà hàng xóm Toyota. Tuy nhiên thì tôi phải khẳng định rằng là những cái triết lý thiết kế của những mẫu xe Honda nó rất là cởi mở và trẻ trung hơn đa phần rất nhiều những cái hãng xe Nhật tại thị trường Việt Nam. Minh chứng là chúng ta có những mẫu xe sản phẩm như là Honda Civic, Honda Accord hay là Honda City. Và hiện tại mẫu xe Honda Brio phiên bản RS này cũng vậy. Nó có một cái phong cách triết lý thiết kế rất trẻ trung và mang nhiều những cái dấu ấn thể thao và hướng tới nhiều là những cái đối tượng khách hàng trẻ. Và chúng ta có thể thấy là cái triết lý này thì nó mang rất nhiều những cái phong cách cởi mở. Cởi mở ở đây ý tôi muốn nói đó là ngoại hình, đó là cái tiện ích dành riêng cho khách hàng. Còn lại với cái khả năng vận hành của những mẫu xe Honda thì sao? Đặc biệt là với chiếc xe Honda Brio này. Với chiếc xe Honda Brio phiên bản RS này thì nó đang được trang bị một cái khối động cơ 1.2 lít kết hợp với một cái cụm hộp số vô cấp CVT, một trong những cái sự kết hợp mà chúng ta rất dễ bắt gặp trên những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị hạng A hiện nay như là Kia Morning, như là i10 hay là Toyota Wigo. Có mỗi VinFast Fadil là có một cái khối động cơ cấu hình lớn hơn so với những chiếc xe trong phân khúc xe đô thị hạng A. Và với cái sự kết hợp như này thì mẫu xe Honda Brio nó đang có một cái công suất mã lực là 89 mã và mô men xoắn đạt khoảng tầm 110 N. Nếu như các bạn cầm lái mẫu xe Honda Brio này di chuyển đều chân ga ở những giải vận tốc khoảng 40, 50, 60 ở trong đô thị như tôi đang di chuyển thì các bạn sẽ nhận ra là mẫu xe này nó đem lại cho các bạn một cái trải nghiệm rất là mềm mại và mượt mà, cũng giống như bao chiếc xe khác ở trong phân khúc xe đô thị ở Hà Nội. Tuy nhiên thì chiếc xe này nó cũng có rất nhiều những thứ hay ho. Nếu như các bạn tăng tốc đột ngột ở những giải vận tốc 40, 50, 60 ở chế độ lái sport như tôi đang di chuyển, tôi đang chuyển sang chế độ lái sport, vòng tua máy thì bắt đầu nó đã ở mức cao hơn và nó sẽ đem lại cho các bạn một cái trải nghiệm tương đối là nhanh nhẹn và phải nói rất thanh thoát. Hiện tại tôi đang di chuyển ở chế độ sport, bởi lẽ vậy nên là cái trạng thái động cơ của nó khi các bạn tăng tốc đột ngột thì các bạn sẽ cảm nhận được những cái tiếng động cơ. Tuy nhiên thì tiếng động cơ ở đây thì tôi cảm nhận được nó có một cái độ êm, độ tròn và độ rung lắc của động cơ là rất là thấp. Đây là một trong những mẫu xe mà tôi cảm nhận được ở trong phân khúc xe đô thị ở Nga là một trong những mẫu xe đem lại cái cảm giác thể thao nhất so với những mẫu xe hiện nay. Còn nói về cái khả năng mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe Honda Brio khi các bạn di chuyển như giải tốc thấp trong đô thị thì các bạn sẽ thấy là mẫu xe này nó đang có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm 5,3 lít trong 100 km. Đây là một trong những con số rất là bình thường mà chúng ta rất dễ bắt gặp trên những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị hạng A hiện nay ở tại thị trường Việt Nam. Còn đối với một chiếc xe được thiết kế để thường xuyên di chuyển đi lại trong đô thị, trong thành phố thì mẫu vô lăng phải được thiết kế một cách nhẹ nhàng và đem lại một cái cảm giác thư giãn. Và đối với tôi thì tôi đang cảm nhận cái phần vô lăng của chiếc xe Honda Brio phiên bản RS này nó đang có một cái phần vô lăng nó rất là phù hợp với các bạn lái mới cũng như là các chị em phụ nữ chân điếu tay mềm. Chúng ta cần có một chiếc xe có một cái phần vô lăng đem lại cho chúng ta một cái sự nhẹ nhàng và một cái khả năng di chuyển linh hoạt.
Và tôi đang cảm nhận ở những giải vận tốc trung bình và thấp đối với phần vô lăng của mẫu xe Honda Brio phiên bản RS này, cái khả năng phản hồi tương tác mặt đường nó rõ nét hơn khá nhiều so với những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị hàng ngày hiện nay. Và so sánh với mẫu xe VinFast Vanille thì chiếc xe này nó đang có một cái phần vô lăng không hề thiếu đi những cảm xúc một chút nào. Và tôi đang cảm nhận được cái phản hồi ở trên mặt đường đối với mẫu vô lăng này nó tương đối là rõ ràng so với những mẫu xe đến từ Hàn Quốc. Còn đối với cái phần hệ thống treo của những mẫu xe trong phân khúc hạng A, hạng B thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều rồi. Nó đều được sử dụng một cái dạng hệ thống treo kiểu MacPherson ở phần phía đằng trước, kiểu dạng thanh dầm xoắn ở phần phía đằng sau. Bởi lẽ vậy nên nếu như các bạn di chuyển ở những giải mặt tốc thấp trong đô thị, đi qua những cái mặt đường xấu, gồ ghề, có nhiều ổ voi, ổ gà, hay là chúng ta đi qua những cái phần gờ giảm tốc như thế này. Thì các bạn sẽ cảm nhận được những cái độ cứng, những cái cú thúc của lưng một cách rất rõ rệt. So với những mẫu xe đến từ Hàn như là i10 hay Morning thì những mẫu xe đến từ Hàn thì luôn luôn có một cái thiết kế nghiêng về trong đô thị hơn và cái hệ thống treo nó mềm hơn. Và đây cũng là một trong những cái điều rất bình thường, bởi vì bản chất là nhà sản xuất họ sẽ ưu tiên một là phần hệ thống treo cứng để chúng ta có được những cái sự cứng cáp và chắc chắn và an toàn hơn khi chúng ta di chuyển những giảm tốc cao ngoài đường trường, đặc biệt đó là trạng thái ủng tải. Còn nếu như phần hệ thống treo nó mềm thì nó sẽ ưu tiên cho việc là chúng ta di chuyển ở trong phố ở trạng thái ủng tải. Chúng ta sẽ có một cái phần hệ thống treo đem lại cho chúng ta những cảm giác êm hơn so với cái việc là chúng ta có một cái phần hệ thống treo cứng. Và lát chút nữa thôi thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn về cái cảm nhận của chúng tôi với mẫu xe Honda Brio phiên bản RS này khi chúng ta di chuyển ở ngoài đường trường ở những giải vận tốc cao. Ra đến ngoài đường trường với những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị hạng A thì có lẽ cũng không có quá nhiều thứ để tôi có thể chia sẻ với các bạn. Bởi vì mẫu xe nào trong phân khúc xe đô thị hạng A cũng đều có một cái khả năng vận hành rất giống nhau khi chúng ta vận hành những giải vận tốc cao ngoài đường trường. Bởi vì những mẫu xe trong phân khúc này thì đều được trang bị một cái cấu hình động cơ tương đối nhỏ và đồng thời đều được kết hợp một cái cụm hộp số vô cấp CVT. Chỉ riêng có VinFast Vanille là một trong những chiếc xe có cấu hình động cơ lớn hơn một xíu. Và nếu như các bạn cầm lái mẫu xe Honda Brio với một cái khối động cơ 1.2 lít chúng ta đều chân ga những giải vận tốc khoảng 60 km/h như tôi đang vận hành thì các bạn sẽ nhận lại được một cái trải nghiệm vận hành tương đối là nhanh nhẹn. Ngay cả khi trên xe ở cái trạng thái có 2 đến 3 người trên xe, khoang hành lý đã full tải. Tuy nhiên nếu như các bạn đều chân ga những giải vận tốc khoảng tầm 70 km/h đến 80 km/h, các bạn tăng tốc đột ngột để lên tới 100 km/h thì các bạn sẽ nhận ra rằng là mẫu xe có cấu hình nhỏ luôn luôn đem lại cho các bạn một cái trạng thái vận hành tương đối là lầm lì. Cũng rất là dễ hiểu, bởi vì những chiếc xe có cấu hình động cơ nhỏ kết hợp với một cái cụm hộp số vô cấp thì các bạn đừng nên bắt nó làm việc quá sức và đòi hỏi quá nhiều. Tuy nhiên thì đối với chiếc xe Honda Brio thì như tôi cảm nhận, nếu như các bạn chuyển sang chế độ Sport như thế này, các bạn sẽ có một cái trạng thái vận hành tương đối là mang nhiều những cái tố chất thể thao của những mẫu xe trong phân khúc hạng B. Và đối với tôi thì Honda Brio nó đang có một cái khả năng vận hành tương đối là lanh lẹ đối với những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị hạng A khi các bạn chuyển sang chế độ Sport. Và cái trạng thái động cơ, ngay cả khi các bạn tăng tốc đột ngột như thế này ở những giải vận tốc khoảng 80 lên 100 thì các bạn vẫn cảm nhận được những cái trạng thái động cơ êm, độ rung lắc thấp và tiếng ồn thực sự nó không gây ra những cảm giác khó chịu. Và vòng tua máy các bạn sẽ thấy là nó ở ngưỡng tương đối là cao, rơi vào khoảng tầm 4.000 vòng trên 1 phút. Bởi vì khi các bạn chuyển sang chế độ Sport thì vòng tua máy lúc nào nó cũng sẽ để ở những chế độ cao để khiến cho các bạn có những cú vượt xe tương đối là dứt khoát. Tuy nhiên thì đối với những chiếc xe như Honda Brio, VinFast Vanille hay là những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị hạng A thì tôi khuyên ở những cái tình huống các bạn vượt xe thì các bạn nên tính toán một cái quãng thời gian nhất định. Chúng ta nên quan sát những chiếc xe ở phần phía bên trái, bên phải, rồi đặc biệt nó ở phần phía đằng trước để chúng ta tránh bị rơi vào tình trạng đó là vượt xe bị đuối và ở trong cái trạng thái rất là nguy hiểm.
Nói về phần vô lăng của mẫu xe Honda Brio thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn, ngay ở những giải vận tốc chậm ở trong đô thị, các bạn đã có một cái phần vô lăng tương đối là rõ ràng với cái khả năng phản hồi mặt đường. Ra đến ngoài đường trường thì các bạn sẽ có một cái phần vô lăng tương đối là chắc tay và cái khả năng phản hồi mặt đường nó đã rõ ràng hơn rất nhiều so với việc là khi chúng ta di chuyển ở trong đô thị ở những giải vận tốc thấp. Và đây cũng là một trong những cái phần vô lăng tôi cho rằng đem lại nhiều cảm xúc nhất trong phân khúc xe đô thị ở Nga. Và nó khiến cho tôi cũng cảm thấy tương đối là hài lòng. Còn đối với phần hệ thống treo những mẫu xe trong phân khúc hạng A thì sao? Tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rất nhiều ở những bài đánh giá về những mẫu xe trong phân khúc hạng A, hạng B đều được sử dụng một cái dạng hệ thống treo kiểu mắc vật sưng ở phần phía trước, còn dạng thanh dầm xoắn ở phần phía sau. Các bạn sẽ có một cái trạng thái tương đối là cứng khi chúng ta di chuyển ở trạng thái không đủ tải ở trong đô thị, đi qua những mặt đường xấu, gồ ghề hay là chúng ta đi qua những cái gờ giảm tốc. Tuy nhiên, khi chúng ta di chuyển ở những giải vận tốc cao ngoài đường trường khoảng 80, 90, 100, các bạn sẽ thấy là những cái phần hệ thống treo cứng nó sẽ đem lại cho các bạn một cái sự cứng cáp và chắc chắn hơn so với một cái phần hệ thống treo được thiết kế mềm hơn, thiên về đi trong đô thị hơn. Đối với tôi đã chia sẻ với các bạn ở trong đô thị, đối với chiếc xe Honda Brio này, nó được thiết kế một cái phần hệ thống treo tương đối là cứng so với những mẫu xe đến từ Hàn Quốc. Và cái phần hệ thống treo này thì như tôi đã miêu tả thì nó khá giống với chiếc xe VinFast Fadil, một trong những chiếc xe của Việt Nam. Và đối với phần hệ thống treo cứng này thì tôi đã chia sẻ với các bạn rồi, các bạn sẽ có một cái khả năng cân bằng hơn, cứng chắc hơn khi chúng ta di chuyển ở những giải vận tốc cao ngoài đường trường, đặc biệt đó là trạng thái gần như đủ tải. Và ở những cái tình huống các bạn chuyển làn đột ngột như thế này đó, hay là các bạn chuyển làn thì các bạn vẫn thấy cái sự cứng vững, cái sự cân bằng của cái phần hệ thống treo nó đem lại cho các bạn một cái sự an toàn và một cái sự kiểm soát rất tốt. Còn về khả năng cách âm chống ồn của những mẫu xe trong phân khúc hạng A nói chung và đối với chiếc xe Honda Brio nói riêng thì chúng tôi sẽ không miêu tả về cảm nhận của chúng tôi về những cái khả năng cách âm chống ồn như vậy. Và chúng tôi sẽ minh chứng bằng cái việc là đo cái khả năng cách âm chống ồn của chiếc xe này ở những giải vận tốc 60 và 100 km/h. Như tôi đã chia sẻ ban nãy thì mẫu xe này phải nói rằng là nó có một cái ngoại hình rất thể thao và trẻ trung, hướng tới những đối tượng khách hàng là trẻ. Bởi lẽ vậy nên toàn bộ phần thân của chiếc xe mẫu xe Honda Brio này chúng ta có thể thấy nó có một cái thiết kế ở phần phía đằng đầu xe, thân xe lẫn đuôi xe, rất nhiều những chi tiết góc cạnh. Ở phần thân xe các bạn có thể thấy là mẫu xe Honda Brio nó có một cái đường gân kéo dài từ phần tai xe ở phần phía đằng trước cho tới tít tận phần cửa ở phần phía đằng sau. Còn ở phần phía bên dưới chúng ta cũng có những cái đường gân như vậy ở phần phía bên trên bambule của xe. Cánh gió cũng là một trong những cái phần chi tiết để nói lên những cái phong cách thể thao của mẫu xe Honda Brio phiên bản RS này. Còn lại ở phần đầu thì sao? Với phần đầu của chiếc xe Honda Brio phiên bản RS, các bạn sẽ có một trong những cái phần mặt ca lăng xe được thiết kế sơn đen với dòng chữ RS, rồi những cái phần chi tiết lưới tổ ong ở phần phía bên trong. Những mẫu xe mà thiên về những cái tốc độ, thiên về những cái phong cách thể thao thì luôn luôn kết hợp giữa cái việc màu đen và màu đỏ. Bởi lẽ vậy nên là các bạn sẽ thấy là mẫu xe này ở phần phía bên trong khoang cabin xe nó sẽ có những cái tông màu kết hợp giữa màu đen và màu cam, tạo ra một trong những cái không khí, không gian mang rất nhiều những cái phong cách của một trong những chiếc xe đua. Ở phần phía bên dưới, ở ngoại thất, chúng ta sẽ có một cái phần cản ba đợt sốc với rất nhiều những chi tiết góc cạnh cầu kỳ. Và cái phần lưới tản nhiệt hốc hút gió ở phần phía bên dưới cũng được sử dụng bằng những cái chi tiết lưới tổ ong. Rồi cái phần chi tiết hốc hút gió giả ở đây kết hợp với cái phần đèn sương mù, nhưng chỉ được sử dụng bằng bóng đèn halogen thôi. Ở phần phía bên trên thì chúng ta vẫn có một cái phần cụm đèn được sử dụng bằng bóng đèn halogen. Nếu như so sánh với những chiếc xe trong phân khúc thì có vẻ những phần chi tiết này của Honda Brio nó không cân xứng đối với một chiếc xe có phong cách thể thao như chiếc xe này. Ở phần phía đằng thân xe thì các bạn sẽ có một bộ la răng kích thước 15 inch với những cái đường vát tạo ra những cái cách tạo hình rất là đẹp mắt. Và đối với chiếc xe Honda Brio thì vẫn được sử dụng một bản lốp với thông số kỹ thuật là 185/55. Và đây là một trong những con số rất phù hợp với những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị hạng A.
mà chúng ta thấy được ở trên những mẫu xe mà tôi cũng đã có dịp chia sẻ với các bạn rồi. Đối với chiếc xe Honda Rio thì mẫu xe này vẫn được trang bị một cái phần gương có khả năng chỉnh điện, gập điện và có cái đèn xi nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm ở đây. Phần đuôi xe chúng ta sẽ vẫn thấy một cái phong cách thiết kế dung hòa ở yếu tố đó là một trong những chiếc xe thiên về cái sự thể thao và hướng tới những đối tượng khách hàng là trẻ. Các bạn sẽ thấy là mẫu xe này nó có một cái phần chi tiết cản ba đợt sốc ở phần phía bên dưới theo kiểu dạng hướng gió được sơn đen trông rất là đẹp đúng không ạ? Rồi những cái phần chi tiết đèn thì cũng vẫn được sử dụng bằng bóng đèn halogen thôi. Nói chung ở phần phía đằng sau hơi đáng tiếc đối với mẫu xe Honda Brio phiên bản RS lại chưa có những cái con cảm biến cảnh báo va chạm và phần chi tiết camera lùi. Nếu như có những cái phần chi tiết công nghệ đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng di chuyển linh hoạt ở trong đô thị và an toàn hơn, đặc biệt đối với các bạn lái mới và các chị em phụ nữ. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá bên trong khoang nội thất xe đi. Đối với chiếc xe Honda Brio thì các bạn vẫn chỉ được sử dụng bằng chìa khóa cơ mà thôi, nó không phải là tính năng start stop. Tuy nhiên ở phần phía bên phải thì chúng ta sẽ có một cái màn hình kích cỡ 6 inch có khả năng kết nối với Apple CarPlay và kết nối với AUX hay là Bluetooth. Đây là một trong những cái tính năng như tôi đã chia sẻ với các bạn, nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái phương tiện giải trí, thông tin, đồng thời là đem lại chúng ta những cái sự thoải mái khi chúng ta di chuyển. Nói về tổng thể thiết kế của chiếc xe Honda Rio, các bạn có thể thấy là mẫu xe này nó có hai cái tông màu chính, đó là màu đen và màu đỏ. Nói về những màu đen, màu đỏ thì chúng ta luôn luôn nghĩ tới những mẫu xe thiên về những cái phong cách thiết kế thể thao. Đối với mẫu xe Honda Rio phiên bản RS này, nó dung hòa rất tốt ở phần phía ngoại thất và nội thất xe. Tuy nhiên thì ở phần phía bên dưới này thì tôi cho rằng nó cũng hơi đơn giản. Với những cái phần chi tiết chỉnh gió điều hòa, chỉnh nhiệt độ điều hòa ở đây bằng cơ chứ không phải là tự động. Rồi ở phần phía bên trên, bề mặt ghế thì cũng vẫn được sử dụng bằng ghế nỉ thôi chứ không phải là ghế da. Và tất nhiên rồi, đối với hai ghế ở phần phía đằng trước thì chúng ta vẫn phải chỉnh cơ. Còn nói về phần vô lăng của mẫu xe Honda Brio, như tôi đã chia sẻ, nó có một cái phần vô lăng tương đối là rõ ràng khi chúng ta di chuyển những giải vận tốc cao ở ngoài đường trường, đem lại chúng ta một cái trạng thái rất là hay so với những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị ở Nga hiện nay. Và đối với tôi thì cái phần vô lăng của mẫu xe Honda Rio vừa đủ để chúng ta có được những cái sự kiểm soát tốt khi chúng ta cầm lái mẫu vô lăng này. Còn đối với những cái nút bấm ở trên phần phía vô lăng của mẫu xe Honda Rio thì chúng ta sẽ có những cái tăng giảm âm lượng hay là những cái điều chỉnh tính năng ở phần phía bên trên cụm màn hình thông tin giải trí ở đây. Rồi phần phía bên tay phải của tôi thì các bạn có thể thấy là nó được ốp những cái phần nhựa giả da ở đây, trông khá là thể thao. Và thêm những cái đường chỉ đỏ ở đây nữa. Ok, còn lại thì phanh tay vẫn là phanh tay bằng cơ. Và chúng ta sẽ có những cái chế độ lái khác nhau như là lái thông thường, lái sport và chế độ chúng ta đi đèo. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá một chút ở phần phía đằng sau nhé. Đối với tôi thì vị trí ghế lái nó đã rộng rồi. Còn đối với khoang hành khách ở phần phía đằng sau của chiếc xe Honda Brio, các bạn có thể thấy là cái vị trí chân của tôi đối với hàng ghế ở phần phía đằng trước nó rất là thanh thang. Chúng ta có một gang tay như này luôn. Đó, các bạn có thể thấy nhá, rất là rộng đúng không ạ? Cảm giác khi các bạn ngồi như này, các bạn sẽ có một cái trải nghiệm rất là thoải mái. Còn ngồi ở vị trí giữa thì sao? Các bạn vẫn có một cái trạng thái rất là thoải mái. Và tôi cho rằng đây là một trong những cái thế mạnh của những mẫu xe đến từ Nhật, luôn luôn cho khách hàng một cái không gian rất là rộng rãi. Chúng ta có thể rất là thoải mái khi chúng ta di chuyển ở những cái cung đường xa, đặc biệt với gia đình hay là bạn bè. Các bạn có thể thấy đấy, rộng. Hàng ghế này là tôi đã kéo về ở phần phía đằng sau là khá nhiều. Ok. Những trải nghiệm vừa rồi từ chiếc Honda Brio RS cũng đã khép lại chương trình Mocha 360 ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những nội dung đã có trong chương trình sẽ giúp quý vị có thêm những thông tin cần thiết về thị trường xe. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin bổ ích. Nếu quý vị cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email là ban biên tập a.invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.